Nhã Phương vừa khoe ảnh đi họp lớp, ai cũng ngỡ ngàng vì điều này. Thế này thì lần sau các bạn cùng lớp có nên gọi Nhã Phương đi họp lớp, đặc biệt là chụp ảnh cùng nữa không nhỉ? Nhã Phương hiện tại là một diễn viên được khán giả yêu mến, xuất hiện ở những bộ phim chiếu ở khung giờ vàng trên truyền hình. Dù bận bịu công việc, nhưng cô vẫn dành thời gian cho bạn trai, gia đình và bạn bè. Mới đây, nữ diễn viên tuổi thanh xuân đã đăng loạt ảnh đi hẹn hò với các bạn cũ cùng lớp trước kia. Nhìn qua có thể thấy các bạn cô đều lập gia đình và mang theo cả con đi chơi kèm, chỉ còn Nhã Phương là vẫn chưa có đuôi mà thôi. Nhã Phương chia sẻ ảnh đi họp mặt với bạn bè cùng lớp, cô nàng còn tỏ thái độ vô cùng thích thú với đám con nít. Nhiều người động viên Nhã Phương nhanh cưới thì sẽ có con thôi. Có người còn tò mò con của Nhã Phương và Trường Giang nhìn sẽ như thế nào. Xem ra nhiều người mong ông bà Mười nhanh về chung một nhà lắm rồi. Và một điều đặc biệt nữa mà những người tinh ý mới thấy đó chính là nhan sắc của Nhã Phương. Dù bình thường cô cũng hay bị soi bọng mắt lớn có nếp nhăn, tuy nhiên khi trang điểm nhẹ nhàng lên thì nhìn vẫn xinh xắn và trẻ trung hơn so với các bạn cùng tuổi. Xem ra nữ diễn viên có thể dìm hàng được hết loạt bạn bè cùng tuổi. Vậy thì bạn học cùng lớp chắc cũng phải xem xét lại chuyện chụp ảnh cùng hay gọi Nhã Phương đi họp lớp rồi. Nhã Phương chụp ảnh cùng bạn nhìn cô trẻ trung hơn hẳn. Bình thường cũng hay bị che mặt có nếp nhăn, nhưng hình ảnh so sánh này mới thấy nữ diễn viên vẫn rất trẻ trung. Một phần vì các bạn đã lập gia đình và sinh con nên cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân như Nhã Phương. Con gái của bạn Nhã Phương đã lớn như thế này rồi. Nữ diễn viên thể hiện sự khéo léo khi trông trẻ con. Nhã Phương đặc biệt quấn quýt với các nhóc tì và các bạn nhỏ dường như cũng rất yêu thích cô Nhã Phương. Thích trẻ con thế này thì Nhã Phương nên nhanh chóng lên xe hoa thôi. Nhiều người cảm thấy sốt ruột và giục Nhã Phương cùng Trường Giang nhanh chóng cưới hỏi nhanh. Nghi án Nhã Phương vẫn chưa thực sự hạnh phúc khi yêu Trường Giang. Nữ diễn viên đăng tải nhiều dòng status lạ trên trang cá nhân. Thời gian gần đây, Nhã Phương thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái chất chứa tâm trạng lên trang cá nhân. Điều này khiến người hâm mộ nghi ngờ rằng chuyện tình cảm giữa cô và Trường Giang chưa thực sự viên mãn thăng hoa, dù vẫn tiến triển khá tốt đẹp. Sở dĩ bởi trong status mới nhất, Nhã Phương thổ lộ rằng một đoạn thoại của nhân vật trong phim đã khiến cô đứng hình. Có lẽ vì diễn biến ấy xảy ra quá đúng, quá khớp với chính cảm xúc nỗi lòng thực tại của cô, Nhã Phương kể lại như đang trút bầu tâm sự. Câu thú nhận của nhân vật Phương trùng luôn với tên Nhã Phương ngoài đời khiến khán giả không khỏi băn khoăn, nghi ngại. Không, tao không cười nổi nữa, tao mệt mỏi lắm, không thấy hạnh phúc chút nào, một chút xíu cũng không. Tại sao tao luôn nói là tao hạnh phúc, tao ổn chứ? Vì nếu không nói như vậy, tao sẽ phát điên lên mất. Tao muốn được hạnh phúc lắm chứ, tao xứng đáng được hạnh phúc mà. Phải chăng bạn gái Trường Giang đang cảm thấy không hạnh phúc với tình yêu và cuộc sống ở hiện tại? Nữ diễn viên nói nhiều về cụm từ hạnh phúc với sự ngập ngừng băn khoăn và e dè. Nữ diễn viên cũng hay nghe những bài hát sâu buồn, thả hồn vào những câu thơ trĩu lòng. Trái ngược với sự buồn bã trên mạng xã hội, ngoài đời Nhã Phương vẫn sánh đôi cùng Trường Giang trong các hoạt động cả trên sân khấu lẫn sau hậu trường. Mới đây người đẹp còn tới quán ăn mới mở của bạn trai để phục vụ. Cặp đôi có mặt tại quán ăn mới khai trương của Trường Giang, cùng nhau đi lưu diễn nước ngoài, đăng ảnh rạng rỡ trên trang fanpage. Tính kế dìm hàng bà xã, cuối cùng Trấn Thành lại nhận cái kết đắng. Chắc Trấn Thành cũng không thể ngờ là mình lại rơi vào tay Harry Won như thế này. Có thể nói Trấn Thành và Harry Won là cặp đôi nhí nhảnh và vui tính nhất trong showbiz Việt. Cả hai luôn thích trêu chọc đối phương dù ở bất cứ đâu. Kể từ khi về chung một nhà cho đến nay, đôi vợ chồng son chẳng mấy khi đăng ảnh tình cảm mà toàn đăng ảnh dìm hàng lẫn nhau. Mới đây, Harry Won lại vừa thích thú chia sẻ ảnh khó đỡ của ông xã, cũng như vạch trần kế hoạch trêu chọc của Trấn Thành lên trang Facebook cá nhân. Harry Won vui vẻ đăng ảnh dìm hàng ông xã kèm dòng chú thích. Ngưỡng ngựa, tính hại tôi hả? Ông hại tôi nhưng sẽ có người hại ông. Đó là nhân quả nhé thưa chồng. Tuy là chồng mình nhưng tư thế không đỡ được. Trong một chương trình mà Harry Won làm tham gia khách mời, Trấn Thành cũng có mặt và tính chụp ảnh dìm bà xã, nhưng ngờ đâu, dáng quỳ tác nghiệp của danh hài lại bị người khác chụp lại được. Và bằng một cách nào đó, bức ảnh này đã đến tay Harry Won. Trong khi Trấn Thành mới đang tính kế để dìm hàng bà xã, thì ngờ đâu, Harry Won đã nhanh tay hơn một bước, tung luôn ảnh khó đỡ của ông xã lên Facebook.
Sau khi được đăng tải, bức ảnh dìm hàng trứng thành của Harry Won nhận được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Ai cũng cảm thấy thích thú trước tình cảm của vợ chồng trứng thành Harry dành cho nhau, đồng thời cũng tỏ lời an ủi tội nghiệp danh hài vì bị dìm tới bến như thế này. Trước đó, Harry Won cũng vừa hả hê khi chụp được khoảnh khắc ông xã bị ngã trong hậu trường rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Thậm chí cô nàng còn đăng hẳn một series biểu cảm đau đớn của ông xã. Dìm cho tới luôn nè, chúc các bạn ngủ ngon. Chồng tôi ăn gì mà cưng muốn xỉu. Đây nữa nè. Trong khi trứng thành mặt méo xệch vì đau đớn, thì Harry Won lại thích thú và còn đăng tải lên Facebook. Nên ngay sau đó, trứng thành cũng cho Harry Won ăn hành ngay lập tức. Và chính cô cũng bất ngờ khi chồng vào tận fanpage của mình để bình luận. Lộ ảnh hot của Diệp Bảo Ngọc với bạn trai mới là đại gia khét tiếng. Những bức hình dưới đây khiến nhiều người nghi rằng người đàn ông này chính là bạn trai mới của Diệp Bảo Ngọc. Mới đây nhất, cộng đồng mạng bất ngờ truyền nhau hình ảnh Diệp Bảo Ngọc đi chơi với một người đàn ông lạ. Theo đó, người này ăn mặc giản dị, ngồi đối diện với vợ cũ Thành Đạt tại một góc khuất ở rạp chiếu phim. Tuy nhiên, cả hai không dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Do đó, nhiều người hoài nghi rằng liệu đây có phải là tình mới của cô hay chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường mà thôi. Diệp Bảo Ngọc bất ngờ đăng tải hình ảnh cô đang nắm tay người đàn ông giấu mặt. Trước những lời chúc ngọt ngào của bạn bè, nữ diễn viên xinh đẹp thừa nhận cô đang yêu nhưng muốn giấu kín danh tính của bạn trai. Nói về tình yêu mới, Diệp Bảo Ngọc cho biết sau 2 năm ly hôn, giờ cô thực sự vui vẻ trở lại. Được biết, bạn trai người đẹp là doanh nhân, anh là người kín tiếng trong đời sống riêng tư nên không xuất hiện cùng người yêu tại những sự kiện giải trí. Chuyện tình cảm của mỗi người khác nhau ở từng giai đoạn, nếu ngày xưa khi yêu, tôi muốn sống bên người ta trọn vẹn thì nay lại khác. Tôi cần giữ kín họ để cả hai có sự riêng tư cũng như cách tôi tôn trọng người đàn ông mới bên mình. Anh trưởng thành chín chắn và sống rất tử tế, đó là lý do tôi mở lòng lần nữa, nữ diễn viên tâm sự. Lần đầu tiết lộ loạt ảnh đẹp ngất ngây trong đám cưới Nguyệt Ánh. Hôn lễ của diễn viên Nguyệt Ánh diễn ra vào ngày 10 tháng 3 tại Mũi Né, được giữ bí mật rất tuyệt đối, khiến không ít khán giả người hâm mộ tò mò. Mới đây, một người bạn có mặt trong hôn lễ đã tiết lộ rất nhiều khoảnh khắc đẹp trong hôn lễ của diễn viên Nguyệt Ánh. Đây được xem là những khoảnh khắc đẹp nhất trong hôn lễ, bởi mọi thông tin về hôn lễ cũng như hình ảnh đều được Nguyệt Ánh giữ kín đến tận bây giờ. Tiệc cưới trên bãi biển của Nguyệt Ánh diễn ra vào chiều 10 tháng 3 tại một resort 4 sao ở Mũi Né, Bình Thuận. Trong hôn lễ, Nguyệt Ánh diện bộ váy cưới trắng, còn ông xã lịch lãm với bộ vest xanh dương đậm. Nguyệt Ánh và chồng cùng chụp ảnh kỷ niệm với bạn bè. Buổi lễ trang trọng nhưng không kém phần lãng mạn của diễn viên Nguyệt Ánh tại bãi biển. Cô dâu và chú rể đến từng bàn tiệc để chào hỏi và ra mắt bạn bè. Theo một nguồn tin riêng được biết, vợ chồng Nguyệt Ánh khá mạnh tay khi bố trí xe đưa đón và lo chỗ ăn nghỉ cho các vị khách ra Mũi Né dự tiệc cưới chu đáo. Có thể ước tính số tiền để vợ chồng cô tổ chức hôn lễ cũng tốn kém không thua gì các đám cưới khác của showbiz Việt. Ông xã của Nguyệt Ánh tên là Eswa Rao, ngoài 40 tuổi, anh đã sang định cư ở Việt Nam được nhiều năm nay. Hiện chồng của nữ diễn viên đang là huấn luyện viên thể hình tại một trung tâm nổi tiếng thành phố Hồ Chí Minh. Hai người bén duyên được 6 tháng trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Bị người trong giới đá đểu dùng túi Hermes, 2,5 tỷ hàng giả, Ngọc Trinh đáp trả cực kỳ đanh đá. Chưa bao giờ Ngọc Trinh lại buông ra những lời sau cay đến vậy. Giới nghệ sĩ trong làng giải trí đang rần rần về câu chuyện xoay quanh chiếc túi Hermes trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng được nhiều mỹ nhân Việt sử dụng. Giá trị quá khủng của thứ phụ kiện này, theo lời ông bầu Vũ Khắc Tiệp ví von, nó tương đương với một căn biệt thự, nhanh chóng khiến khán giả băn khoăn về nguồn gốc của những chiếc túi được xách trên tay của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, chân dài Venice Lê Hà và á hậu Phương Lê, mít áo dài Hải Dương tại sự kiện mới đây. Ngoài ra, nữ ca sĩ Lệ Quyên và Miu Lê cũng sở hữu một chiếc túi xách đắt đỏ nhất thế giới. Không chỉ khiến dư luận xôn xao, bộ tứ siêu túi còn khiến người trong giới bàn tán xì xào. Cụ thể, một nhà thiết kế có tiếng đã đá xoáy việc các người đẹp sử dụng hàng giả bởi anh cho rằng để mua được một chiếc túi Vrinking da cá sấu trắng là rất khó mua. Và rồi, sự việc đã nhanh chóng đến tai Ngọc Trinh. Cách đây ít phút, mỹ nhân vòng eo 56 đã đăng tải một dòng status cực kỳ đanh đá lên Facebook để đáp trả. Từ trước đến giờ, Trinh không thích quan tâm hay ý kiến những chuyện tào lao, nhất là chuyện không phải của mình.
Nhưng đến lần này thì thấy thật quá kỳ, một nhà thiết kế cũng được gọi là nổi tiếng mà sao họ không tập trung nâng cấp chuyên môn là thiết kế. Hay đúng như nhiều báo phán, toàn copy rồi tự nhận là của mình, thời gian còn lại quá rảnh rỗi đi phán bừa chuyện đàn bà con gái. Hay cuộc đời copy của anh chỉ có tiền mua mọi cái ranking màu đen sách 1000 lần nên nghĩ ai cũng như anh. Chuẩn bị làm show thì lo tìm mẫu và copy đi, chứ đừng dựa hơi phụ nữ để câu view như những lần trước. Ngọc Trinh, Lê Hà, Hậu Phương, Hải Dương và Thượng Đế không thích điều này anh nhé. Ngọc Trinh đáp trả nghi án dùng túi phát kèm theo một bức ảnh chứa nhiều hàm ý. Ngoài ra, nữ doanh nhân, Hoa hậu Việt Nam áo dài Việt Nam 2016 Nguyễn Trần Hải Dương cũng đăng tải dòng trạng thái kèm theo cả ảnh chứng minh cô đã tới cửa hàng để mua túi xịn. Chủ nhân của một trong bốn siêu túi lên tiếng phân trần với giọng điệu bức xúc. Bức ảnh Ngọc Trinh bước ra từ store Hermes tại Pháp cách đây ít lâu. Và hình ảnh mít áo dài Hải Dương đi mua tại cửa hàng sang chảnh. Ông bầu khách tiệp không thể không lên tiếng bên vực dàn người đẹp thân thiết của mình. Cứ tiệc của anh là vui ngất, gặp người quen cười và ngắm. Thật sự chưa bao giờ mình lên Facebook viết điều gì về người khác. Công nhận một số bạn tự hạ thấp bản thân mình, cứ ganh đua bon chen với đời, đàn ông mà cứ ganh tị với phụ nữ làm gì vậy?